nay chúng tôi đi chợ trời Golden West, là một cái chợ trời của người Việt mà các bạn sẽ thấy rất là đông người Việt đã đến đây để mua và bán. Đây là một trong những cái chợ trời gần trung tâm nhất ở Sài Gòn nhất. Chợ trời có một lịch sử xa xưa mà ít ai biết và chú ý đến. Cách đây 35 năm, từ ngày người Việt Nam đến định cư ở Mỹ đã có chợ trời. Và chợ trời Golden West đã hiện diện từ thời xa xưa đó. Người Việt Nam ngày càng tìm đến xứ sở tự do càng nhiều. Và cái tên Little Sài Gòn đã đánh dấu một quê hương thứ hai của người Việt Nam. Chợ trời Golden West dần trở thành chợ trời của người Việt Nam ở Mỹ, nơi hội ngộ họp mặt cuối tuần, nơi để mọi người đi bộ, thể dục, và cũng là nơi để mọi người tìm được một đời sống tinh thần cho riêng mình, đó là thú sưu tập. Thank you.
giải đáp. Get up now.